Chương 22 Phi yêu tức hồ Pháp khí luyện chế tốt rồi sẽ không cải biến nữa, bởi vì phần lớn tài liệu sau khi được sử dụng với nhau sẽ mất đi thuộc tính nguyên bản. Vậy nên khi luyện chế nguyệt nha sản, Diệp Tố đã đổi một cách nghĩ khác. Nàng không thể phục hồi thuộc tính vốn có của tài liệu nhưng có thể lưu lại một đường để thêm tài liệu khác về sau, giúp nguyệt nha sản tăng lên cảnh giới. Thông qua tố hồi ngọc bản có thể thấy Diệp Tố mất mấy ngày mới tìm ra cách cân bằng tất cả các loại tài liệu với nhau, sau đó mới bắt đầu động thủ luyện chế nguyệt nha sản. Nàng thuần túy chỉ là muốn cọ tài liệu của phá nguyên môn, vậy mà đánh bậy đánh bạ lại thực hiện được ý tưởng của các đại sư luyện khí hiện nay, luyện chế ra pháp khí có thể tiến dai. Linh khí của phù thế đại lục đã không còn sung túc như vạn năm trước, người có thể trực tiếp luyện chế ra khí linh đã ít nay còn ít hơn, bởi vậy pháp khí có thể tiến ra chính là hy vọng duy nhất của các luyện khí sư hiện tại. chúc cơ luyện khí sư tất nhiên vẫn còn chưa có cơ hội tiếp xúc đến khía cạnh này của luyện khí, trình độ của bọn họ quá thấp, có thể luyện chế ra pháp khí có thể dùng được đã rất là không tệ rồi. Diệp tố thế nhưng lại có thể nghĩ xa một bước như vậy, trách sao ngày đó phụ thân lại muốn thu nàng làm đồ đệ nếu đổi lại là hắn thì sẽ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm ra được điểm cân bằng của các loại tài liệu diệp tố nên nhận được vị trí thứ nhất toàn ra anh phất tay tắt đi hình ảnh của tố hồi ngọc bản ngồi trên ghế suy tư một lúc lâu sau đó đứng dậy đi đến nơi nhóm diệp tố đang trú tạm bất quá khi hắn đến cửa chỉ gặp được một đệ tử đang vẩy nước quét sân bên trong sớm đã không còn một bóng người toàn sư huynh Đệ tử đang quét sân kinh ngạc nhìn Toàn gia anh, trong mắt ánh lên sự sùng bái không hề che giấu. "Người ở viện này đâu rồi?" Toàn gia anh ôm một tia hy vọng không rõ ràng lên tiếng hỏi. Đệ tử quét sân theo ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy phòng mở rộng cửa, không chắc chắn lắm nói, "Sư huynh đang hỏi mấy người thiên cơ môn ư? Bọn họ đã đi từ sáng sớm hôm qua rồi." Không ở lại làm đệ tử phá nguyên môn tất nhiên là phải rời đi giống như những tán tu khác. Toàn gia anh lúc này mới hoàn hồn bừng tỉnh, thì ra hắn xem Tố hồi ngọc bản lâu đến vậy. Sư huynh tìm bọn họ có việc gì sao? Đệ tử vẩy nước quét sân tò mò hỏi. Không có việc gì, toàn gia anh lắc đầu nói xong liền xoay người rời đi. Lúc này bốn người Diệp Tố đang trên đường trở về Thiên Cơ môn vẫn là như cũ ngự kiếm mà đi bất quá lần này đổi từ dây xích huyền thiết thành một cái sọt to cho ba người minh lưu sa ngồi ở trong đợi sau khi trở về đệ cũng muốn học ngự kiếm hạ nhĩ thề son sắt minh lưu sa bị chen lấn có chút khó chịu thêm ta nữa tây ngọc đưa tay vào tối càn khôn sờ sờ bất bình đao mà mình đã luyện chế ngự kiếm chỉ là cách nói chỉ chung đao cũng có thể ngự để di chuyển tới lui ngự kiếm không khó. Diệp Tố đứng trên thân kiếm nghe rõ ràng ba sư đệ muội lầm 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 bầm, nàng vừa điều khiển kiếm vừa nói, đâm mấy cái cây, té núi vài lần là biết thôi. Đại sư Tỷ, Tỷ không cảm thấy lễ gặp mặt này có chút keo kiệt sao? Minh Lưu xa hữu khí vô lực nói. Cái sọt đang đựng ba người chính là lễ gặp mặt mà đại sư Tỷ chuẩn bị cho tân tiểu sư đệ cho bọn họ chen vào bên trong này chính là vì muốn kiểm tra tính bền chắc của nó. Cửu huyền phong quá cao, tân tiểu sư đệ lên xuống cũng bất tiện. Diệp Tố tự tin nói, cho đệ ấy 10 cơ hội đi nhờ ngự kiếm chắc chắn đệ ấy sẽ rất cao hứng. Bởi vì bọn họ khi được thu nhận vào thiên cơ môn đều là còn nhỏ tuổi nên trong tiềm thức Diệp Tố cho rằng tân sư đệ mới tới cũng là một tiểu hài tử thì ra tân tiểu sư đệ ngay đến cả quyền sở hữu cái sọt này cũng không có mà chỉ được cho 10 lần quá giang mà thôi. Tây Ngọc sờ sờ thanh tiểu đao màu hồng luyện từ tài liệu thừa mà nàng đang cài trên tóc thầm nghĩ đại sư tỷ quả nhiên càng ngày càng keo. Đệ có báo cho dịch huyền về tiểu sư đệ mới chưa? Diệp tố hỏi Minh Lưu Sa. Báo, rồi. Minh Lưu Sa nắm lấy thành sọt, dịch dịch cái mông của mình. Đệ, ấy, bơ, đệ. Dịch huyền từ nhỏ cũng không thường để ý người khác nên mọi người cũng lấy đó làm quen. Thiên cơ môn hôm nay thập phần náo nhiệt, toàn bộ các đệ tử đều chạy ra, túng tụm bàn tán với nhau chờ người nào đó. Ngay cả trưởng môn cùng các trưởng lão khác cũng không lên lớp, tâm tư trôi về nơi xa. Mấy người diệp tố sắp về tới rồi. Chỉ có một người không ở trạng thái hưng phấn. Phục thời. Trương Phong Phong đang muốn xuống cửa huyền phong để chờ mấy đồ đệ trở về. Ở cửa viện gặp tiểu đồ đệ mới vừa thu liền nói, có muốn đi cùng ta gặp các sư huynh sư tỷ của con không? Mấy đứa bọn chúng trở về còn mang theo quà gặp mặt cho con. Dù phục thời không có mặc huyền sắc đạo bào đồng phục của thiên cơ môn, nguyên liệu quá thổ giáp hắn không thích, hắn mặc một áo ngoài màu trắng bạc, lúc đi lại còn ẩn ẩn hiện ngân quang người sáng suốt vừa nhìn liền biết áo ngoài này không đơn giản nhưng trương phong phong căn bản không để ý gia đình phú quý trong nhân gian có không ít thủ đoạn nên có vài món xiêm y quý hiếm cũng không có gì lạ nếu không sẽ làm gì có nhiều tu sĩ như vậy thiếu ân tình của phàm nhân sư huynh sư tỷ của con quen thuộc thiên cơ môn nhất chờ bọn chúng về tới con đi theo bọn chúng đi dạo xung quanh một chút đi trương phong phong muốn giúp đệ tử mới nhanh chóng hòa nhập vào thiên cơ môn đừng chỉ mãi chỉ lắc lư ở trong cửu huyền phong. Quen thuộc thiên cơ môn nhất. Hắn đã quên mất đồ của mình đặt ở đâu, mấy ngày nay đi dạo trước sau đỉnh núi này đều không tìm được, có lẽ là năm đó đã ném lạc ở chỗ nào rồi. Dù phục thời đi cùng với Trương Phong Phong xuống núi, hắn chậm rãi đi ở phía sau, cảnh giới của trường môn này thật kém đến có chút đáng thương. Đại trận ngoài cửa lớn của thiên cơ môn. Diệp Tố lao thẳng xuống dưới, đại trận nhận thấy được hơi thở của đệ tử thiên cơ môn nên không phát động công kích, bốn người thuận lợi tiến vào thiên cơ môn. Là mấy người đại sư tỷ? Đại sư tỷ đã về rồi tương đương tương đương tương đương. Trong nhất thời toàn bộ sơn môn sôi trào, mọi người ùa đến bao vây bốn người bọn họ. Hạ nhĩ vừa nhảy ra khỏi sọt liền móc ra linh thạch phân phát cho sư đệ sư muội xung quanh. Tứ sư huynh, linh thạch mà các huynh gửi về đệ vẫn chưa dùng hết. Có sư đệ muốn cự tuyệt. Cầm lấy đi. Diệp tố thu kiếm đưa lại cho hạ nhĩ, hỏi các sư đệ sư muội xung quanh, dạo này có đi vô âm tông không? Tháng vừa rồi có đi hai lần, mấy đệ tử của vô âm tông vậy mà lại không ngáng chân hay chọc phá. Có một vài sư đệ hoạt bát trả lời. Diệp tố hiểu rõ, hẳn là tân hâm đã nói qua với mấy đệ tử đó. Sư phụ, Tây Ngọc nhìn thấy trưởng môn sư phụ từ xa đi tới, vừa kêu xong thì thấy phía sau ông đi ra một người thì không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, liên tục lùi về phía sau vỗ vỗ cánh tay Diệp Tố, "Đại sư tỷ, tỷ mau nhìn kìa." Diệp Tố giật mình nhìn nhìn Tây Ngọc, sau đó mới nương theo tầm mắt của nàng nhìn lại, lúc này Trương Phong Phong cũng đã đến gần. "Sư phụ." Diệp Tố hô một tiếng, còn chưa phát hiện gì khác thường chỉ thấy phía sau ông có một mảnh trắng bạc, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau trường môn sư phụ. Người nọ cũng không có ý trốn tránh, bước một bước đi ra từ phía sau Trương Phong Phong. Diệp Tố phát hiện toàn trường bỗng chốc liền an tĩnh, Hạ Nhĩ đang cầm một khối linh thạch trong tay cũng ngơ ngẩn mà làm rớt, lăn đến dưới chân của nàng. Tu chân giới ít có người xấu xí, thiên cơ môn còn có dịch huyền, chuyện khác không nói nhưng tiểu sư đệ lớn lên cực đẹp. Nốt ruồi đỏ giữa mày ẩn diễm như yêu, kéo thẩm mỹ của chúng đệ tử lên cao không biết bao nhiêu mà nói. Mà người đối diện lại là đại biểu của một loại cực hạn khác, tóc đen như đồng, mặt mày tựa như được băng tuyết tôi qua, một thân áo bào màu trắng bạc, cả người mang theo tiên ý nhàn nhàn, thánh khiết không thể nhờn. Khi mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong đó thì Diệp Tố bỗng nhiên khom lưng nhặt khối linh thạch dưới chân, lúc này nàng nhớ tới một câu nói nhân gian vô thù lệ bậc này, phi yêu tức hồ. Diệp Tố lại nhẹ nhàng cười, những lời này rõ ràng thích hợp dịch huyền hơn, còn người này. Loan tư phượng thái, thanh sơ như tuyết, giống tiên nhân mới đúng. Cùng không biết vừa rồi vì sao lại nhớ tới một câu như vậy. Dù phục thời liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Tố, tu sĩ có túi cản khôn chứa đầy rác đó vậy mà lại là đệ tử thiên cơ môn. Ánh mắt không tốt cũng có thể luyện chế pháp khí sao? Khó trách Thiên Cơ Môn lại rơi vào nông nỗi suy bại như hiện nay. Đây là Tân tiểu sư đệ Du phục thời. Trương Phong Phong giới thiệu một câu, sau đó nói với Diệp Tố, "Các con trở về rồi, về sau có thời gian thì có thể dẫn hắn đi dạo làm quen một chút." "Tiểu sư đệ, đây là lễ gặp mặt đại sư tỷ, cho đệ" Minh Lưu Sa cố ý bưng sọt to đến trước mặt tân sự đệ giới thiệu, lễ vật được tỉ mỉ chuẩn bị, thế này không thể uổng phí tâm ý của đại sư tỷ được. Cái này để làm gì? Dù phục thời vươn một ngón tay chọc chọc cái sọt hỏi. Thanh âm của hắn thanh lãnh, lại ẩn ẩn mang theo một loại vận luật không rõ, giống như tiếng chuông gió làm từ ngọc sứ tốt nhất, khiến Diệp Tố theo bản năng nhìn hắn thêm một cái đại sư tỷ nói đệ mang cái này đi tìm tỷ ấy thì tỷ ấy sẽ ngự kiếm chờ đệ mười lần. Hạ nhĩ tích cực giải thích. Dù phục thời khẽ nhướng hàng mi dài, hơi hơi nghiêng đầu nhìn phàm nhân kia, ngươi ngự kiếm chờ ta. Diệp tố không thừa nhận, tiến lên vài bước lấy cái sọt lại, nhị sư huynh đệ nghe lầm đấy, đây mới là lễ gặp mặt tặng cho đệ. Nàng đưa tay vào túi cản khôn lật qua lật lại, ngoại trừ phù chú, linh thạch còn lại chỉ còn hai kiện pháp khí cùng tài liệu khen thưởng mà thôi nguyệt nha sản không thích hợp tân sư đệ vụ sát hoa thì nàng không nghĩ cho cuối cùng diệp tố lấy tài liệu ra đưa cho tân sư đệ tặng đệ về sau dùng để luyện khí tầm mắt du phục thời rừng trên khối tài liệu trên tay phàm nhân hắn không muốn nhận thứ đồ quá kém cỏi này huống hồ hắn cũng không luyện khí nếu không phải vì muốn tìm lại nhưng mọi người chung quanh đều đang nhìn bọn họ, chờ hắn nhận lấy lễ gặp mặt. Dù phục thời miễn cưỡng nhận lấy khối tài liệu kia, trong lòng lại nghĩ lần tới nhất định phải đem toàn bộ rác rưởi ném vào trong túi cản khôn của phàm nhân này. Mọi người đều giải tán đi. Trường môn lên tiếng, sau đó lại nói với mấy người minh lưu xa, các con cũng vừa trở về, đều đi nghỉ ngơi đi. Tiểu sư đệ, đó là phòng của đại sư tỷ. Tây Ngọc thấy tân sư đệ đi thẳng vào phòng đại sư tỷ không khỏi nhắc nhở. Dù phục thời cũng không quay đầu lại, căn bản là hắn không để ý gì sắt, cứ thế đóng cửa lại. Lớn, lên, đẹp, tính, tình, thúi. Minh Lưu Sa tổng kết dựa trên hành sáu của hai tiểu sư đệ. Hạ Nhĩ lập tức phản bác, tính tình đại sư tỷ không có thúi. Vậy chút nữa đại sư tỷ ngủ ở đâu? Tây Ngọc nghĩ nghĩ, để ta đi thu thập một chút để tí nữa cho đại sư tỷ ngủ trong phòng của ta. Đại sư tỷ đã đến viện của trường môn sư phụ để bẩm báo lại những sự tình phát sinh trong chuyến đi. Không biết khi trở về lại thấy phòng của mình bị chiếm thì tỷ ấy sẽ nghĩ như thế nào. Trên đỉnh cửu huyền phong, trong viện, tân sư đệ vẫn còn chưa chính thức tu đạo. Trường môn chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn đại thụ trong viện, thâm trầm nói, con chỉ dạy hắn nhiều hơn một chút, dạy hắn dẫn khí nhập thể. Diệp tố mặt vô biểu tình chọc thùng, sư phụ chỉ muốn lười biếng mà thôi. Trương Phong phong thẹn quá thành giận, con nói nhiều quá. Phục thời giao cho con đó, cự tuyệt vô dụng. Diệp tố cũng không phải quá để ý, hắn có lai lịch gì. Nhìn không giống người thường. Còn có thể có lai lịch gì? Trương Phong Phong nói, thế ra công tử linh tinh mà thôi bằng không làm sao có nhiều đồ vật thoạt nhìn rất đáng giá như vậy. Con biết rồi, để hôm nào con dạy hắn. Diệp Tố cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, nàng chỉ là nhớ tới tình tiết trong nguyên tác, trong đầu nhanh chóng điểm qua một lần các tình tiết. Sau khi Nam Nhị Dịch huyền thoát tông, mãi cho đến khi Thiên Cơ Môn bị diệt tông cũng không có tân đệ tử nào gia nhập. Sự xuất hiện của Du Phục thời quá đột nhiên, thậm chí trong nguyên tác cũng chưa từng đề cập qua người này tác giả có lời muốn nói. Con rắn nhỏ, hiện giờ người có mắt không tốt cũng có thể làm luyện khí sư. Chương 23. Từ Lê Anh Mộc. Diệp Tố vừa mới trở về sân thì Tây Ngọc cũng liền bước ra khỏi phòng. Đại sư tỷ, buổi tối tỷ ở trong phòng muội nhé. Tây Ngọc chỉ chỉ vào phòng của Diệp Tố, hạ giọng, "Tân sư đệ đang ở bên trong." Diệp Tố trước đó đã nghe sư phụ nói qua chuyện này, nàng nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, chốc nữa tỷ định đến sau núi tu luyện, buổi tối không nhất định sẽ về phòng. Tây Ngọc vuốt vuốt tóc mái, lẩm bẩm, muội biết rồi. Phía sau núi thanh tịnh nên đại sư tỷ thường hay ra đó, vì thế nên các đệ tử của thiên cơ môn không có việc gì thì sẽ không ra sau núi. Mọi người không ai nói ra nhưng đều ngầm tự hiểu đó là nơi thuộc về riêng Diệp Tố. Về, sau, thì, sao? Minh Liêu Sa đẩy cửa sổ thò đầu ra hỏi. Chuyện về sau thì về sau hẳn nói. Diệp Tố nghĩ thầm, không qua bao lâu nữa dịch huyền sẽ thoát tông, gia nhập mô kiếm phái. Đến lúc đó gian phòng của hắn sẽ trống, nàng dọn vào đó là được. Vừa rồi Diệp Tố bị trưởng môn sư phụ gọi qua, ngoài nói chuyện về tân sư đệ thì người còn hỏi dịch huyền đâu, sao không cùng nhau trở về cũng may dịch huyền không am hiểu luyện khí lại muốn đi theo con đường kiếm tu nên nàng nói với trưởng môn sư phụ là hắn đã đi rèn luyện một mình không trở về cùng với mấy người các nàng trưởng môn sư phụ chỉ nhíu nhíu mày rồi cũng không hỏi gì thêm sáng sớm mai ta sẽ quay lại diệp tố nói dẫn các sư đệ sư muội đi vô âm tông mấy người nói thêm vài câu rồi sau đó ai trở về phòng nấy diệp tố đứng trong viện xoay người đi đến phòng của mình giơ tay gõ gõ cửa. Nàng cũng chỉ muốn vào phòng để lấy mấy món đồ linh tinh vụn vặt mà thôi. Đồ vật tuy không nhiều lắm nhưng chúng cũng đã chứng kiến 10 năm ở đây của nàng. Không ai mở cửa, khi Diệp Tố còn định tiếp tục gõ thì bên trong lại truyền đến một thanh âm vừa thanh lãnh lại lời biếng, tiến vào. Diệp Tố khẽ nhướng đuôi mắt buông tay xuống không gõ nữa mà thử đẩy cửa ra, cửa vậy mà lại không có khóa sau khi bước vào diệp tố nhạy bén phát hiện chỗ nào cũng đều đã bị động qua. Tân sư đệ đã đổi sang một thân áo lót đen dài, ẩn ẩn phiếm quang, tựa hồ có thêu chỉ vàng, hắn lười nhác ngồi tựa vào thành giường, một đầu tóc đen dài xóa xuống tận eo, đuôi tóc uốn lượn hỗn độn trên giường, lộ ra một cỗ kiều diễm không nói nên lời. Thế ra đệ tử, Diệp Tố lại một lần nữa sinh ra hoài nghi, khí chất có chút không giống, nhưng mà trong nháy mắt khi nàng nhìn thẳng vào mặt của tân sư đệ nghi hoặc trong lòng liền tan đi một chút khuôn mặt của đối phương thanh sơ như họa mặt mày tựa như được băng tuyết tôi quá tổng thể tướng mạo thánh khiết không thể phạm xác thật có hương vị của con cháu thế gia tiểu sư đệ ta vào để thu dọn một ít đồ vật diệp tố nhanh chóng nhìn quét một vòng trong phòng lại không thấy bóng dáng đồ vật của mình ở đâu đồ đâu hết rồi trên bàn nàng vốn có đặt một bộ trà cụ, chân bàn có lót một quyển sách, còn có một bộ công cụ điêu khắc cũng không thấy đâu. Dù phục thời có chút mệt mỏi, thấy phàm nhân kia cứ xoay vòng vòng nhìn xung quanh thì lười biếng mà giơ một ngón tay thon dài trắng nõn, chỉ chỉ vào chỗ sau cánh cửa, nơi đó. Diệp Tố quay đầu lại nhìn thì thấy ở góc tường chỗ sau cánh cửa có để một cái dương, bước gần lại nhìn thì nàng liền trầm mặc hắn vậy mà lại dùng nguyên một khối tử lê anh mộc để làm thành dương đựng đồ. Cây tử lê hy hữu sang quý, mà túi gỗ do thân cây tăng sinh hình thành nên thì càng là ngàn năm khó gặp, trên cơ bản dù có ra giá trên trời cũng không có ai bán. Sao túi gỗ phiên âm gọi là anh lựu, nên dương mà phục thời dùng chính là làm từ túi gỗ của cây tử lê nên gọi là tử lê anh mộc, chứ không phải chỉ đơn giản là gỗ cây tử lê theo lý mà nói đệ tử một môn phái giống phế tông giống thiên cơ môn căn bản sẽ không có cơ hội gặp qua tử Lê Anh Mộc, nhưng Diệp Tố đã gặp qua một lần. Năm năm trước Ninh Thiển Giao từng đi theo Dương trưởng Lão ra ngoài một lần, khi trở về trên cổ lại nhiều thêm một vòng cổ có một hạt châu tử Lê Anh Mộc to cỡ ngón út. Lúc ấy đôi mắt trưởng môn sư phụ trường lớn như muốn rớt ra ngoài, không ngừng lặp đi lặp lại nói tử Lê Anh Mộc có thể dùng được trong những pháp khí nào viên tử Lê Anh mộc to như cái móng tay thôi nhưng lại có bao nhiêu chân quý. Vì thế nên Diệp Tố còn cố ý đi lật tìm đọc về tử Lê Anh Mộc trong các thư tịch bút ký. Mộc này có nhiều mấu, kỳ văn sặc sỡ. Từ đó nàng có ấn tượng sâu sắc nên vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra được tài chất của cái dương ở góc tường. Diệp Tố hồi phục tâm tình, đi đến góc tường sau cửa, duỗi tay sờ sờ cái dương, xúc cảm tinh tế mát lạnh. Không giống với mặt ngoài thoạt nhìn thô giáp. Xác thật là tử lê anh mộc. Nàng cẩn thận mở ra cái dương thì nhìn thấy mấy thứ đổ linh tinh của mình. Cộng lại còn không đáng giá một trung phẩm linh thạch đang được đựng bên trong. Tay diệp tố run run, nhiều suy nghĩ toát ra chạy loạn trong đầu nàng. Cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ. Phí phạm của trời Diệp Tố nhanh chóng nhét đồ vật của mình vào túi cản khôn sau đó ôm cái dương đến trước mặt Du Phục Thời. Tiểu sư đệ, cất kỹ cái dương đi. Du Phục Thời hơi ngửa đầu, cảm thấy phàm nhân này thật sự phiền. Đưa cho hắn lễ gặp mặt là một món kém cỏi thì chớ mà giờ còn muốn hắn nhận lại cái dương. Hắn vất vả lắm mới có thể ném ra cái dương xấu xí này đấy. Không cất, Du Phục Thời cự tuyệt, thậm chí dứt khoát nằm xuống giường đưa lưng về phía nàng, đã đựng đồ vật của ngươi thì chính là của ngươi. Hắn muốn đưa cái dương xấu xí cho phàm nhân này. Diệp Tố Thế ra đệ tử ở nhân gian hiện tại đều phá của như vậy sao? Tiểu sư đệ, đây là tử Lê Anh Mộc, giá trị liên thành. Diệp Tố cho rằng hắn không biết cái dương này chân quý thế nào nên giải thích một câu. Kết quả du phục thời lại giơ tay bịt kín lỗ tai của mình, Bộ dáng ta không nghe, ta không nghe. Ống tay áo của hắn tuột xuống đến chỗ khuỷu tay, cánh tay thon dài trắng nõn, phát sáng giống như sứ. Diệp Tố có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, nàng đặt dương tử lê anh mộc lên bàn, lưu lại một câu, sáng sớm mai ta dẫn đệ đi tu luyện. Sau khi Diệp Tố rời đi thì Du Phục thời liền ngồi dậy, hắn nhìn dương xấu xí vẫn còn trên bàn thì càng thêm bất mãn với phàm nhân kia túi cản khôn của nàng đựng nhiều thứ không ra gì như vậy tại sao lại không thể đựng thêm một cái này chứ? Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Tố chậm rãi đi ra sau núi, vừa đi nàng vừa nhìn lòng bàn tay của mình. Nàng vậy mà lại vừa mới sở soạn một khối tử lê anh mộc to như vậy. Hiện tại tâm tình thật lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh xuống. Tiểu sư đệ mới tới quả thật quá phu hào, lấy tử lê anh mộc làm dương còn tùy tiện ném ở góc tường, còn đựng một đống sắt vụn đồng nát của nàng nữa chứ. Người như vậy thật sự không giống thế gia ở nhân gian, huống hồ dù cho là tu chân giới này đi nữa cũng không có nhà nào có thể xa xỉ đến mức lấy tử lê anh mộc làm cái dương. Diệp Tố nhảy vài bước vào trong sơn động, nhíu mày, vị tiểu sư đệ này có chút cổ quái. Diệp Tố lấy ra bộ trà cụ của mình, đặt lên mặt nham thạch nhãn nhụi có lẽ do mới vừa được lấy ra từ dương tử Lê Anh Mộc nên nàng cảm thấy bộ trà cụ của mình hôm nay đều có chút lấp lánh. Chính là lấp lánh ánh tiền. Sáng sớm hôm sau Diệp Tố trở về từ sau núi, đi ngang qua cửa phòng của tiểu sư đệ mới tới, nghĩ tới cái dương hôm qua không khỏi khựng lại bước chân. Đại sư tỷ chúng ta chuẩn bị đi sao? Hạ nhĩ nhòi nửa người ra ngoài cửa sổ hỏi, chờ đệ một lát. Không vội, Diệp Tố đi lên bậc thang, gõ cửa, "Tiểu sư đệ, hôm nay chúng ta đi vô âm tông tu luyện." Trong phòng Du Phục Thời đang nửa nằm trên giường, hàng lông mi dài đậm chậm rãi mở ra, mang theo chút lười ý. Hắn mới tỉnh lại không lâu từ giấc ngủ say mấy trăm năm, bởi vậy nên thường xuyên mơ mơ màng màng. Nghe thấy thanh âm của phàm nhân kia bên ngoài phòng, Du Phục Thời chậm rãi đứng dậy, hắn đổi một kiện trường bào màu tím sau đó mới bước ra khỏi phòng vừa đi đến sân thì mấy người Minh Lưu Sa đồng loạt hút khí, không phải vì hắn mà là vì quần áo nhìn quá quý giá. Vì ngày hôm qua đã nhìn thấy tử Lê Anh Mộc nên Diệp Tố là người có khả năng tiếp nhận cao nhất trong bốn người. Tiểu sư đệ hôm nay chúng ta sẽ đi vô âm tông, ở đó có linh khí. Hạ Nhĩ nói với Du Phục Thời, để đại tỷ dạy đệ cách dẫn khí nhập thể. Trong mắt bọn họ thì Du Phục Thời nửa điểm tu sáu cũng không có. Dù phục thời chậm rãi đi đến trước mặt phàm nhân kia, tầm mắt dừng ở túi cản khôn bên hông của nàng, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, theo bản năng muốn quan cái dương xấu xí vào đó. Mọi người tự mình ngự kiếm đi xuống nhé, ta đi trước một bước. Diệp tố bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm, nói với ba người hạ nhĩ. Đêm qua khi kiểm kê đồ vật trong túi cản khôn thì nàng phát hiện tài liệu mà lần trước mua ở tài liệu hành trong Định Hải Thành còn thừa lại một chút. Vừa đủ để luyện thành một thanh kiếm bình thường, nàng nghĩ nghĩ cũng có thể dùng nó làm phương tiện di chuyển nên đã dùng cả đêm để luyện ra nó. Diệp Tố lấy kiếm ra, đang định bay xuống núi thì đột nhiên nhớ ra vẫn còn một người, nàng quay đầu nhìn thẳng vào mắt của tiểu sư đệ, có muốn quá giang một chuyến không? Không cần đi đường, cũng không cần bản thân phải sử dụng pháp lực, Du Phục thời cảm thấy đề nghị của phàm nhân này không tồi nên liền gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Tố Kỳ thật muốn cho người vào sọt to sau đó treo lên thân kiếm mang xuống núi, làm như vậy sẽ thuận tiện nhất. Bất quá tiểu sư đệ lớn lên quá đẹp, không phù hợp chút nào với cái sọt to nên nàng chỉ đành phải phiền toái một chút mà bắt lấy du phục thời, nhảy lên thân kiếm, trong nháy mắt liền lao xuống núi. Diệp Tố nghiêng người đứng ở phía trước, một tay khác nắm cổ áo của tiểu sư đệ, trong lòng cảm khái không thôi may mắn là kỹ thuật của nàng có nhiều tiến bộ một tay cũng có thể ngự kiếm nếu không hôm nay sẽ phải bỏ tiểu sư đệ vô sọt nàng không nhận thấy được du phục thời đứng ở sau lưng nàng trong mắt đột nhiên tối lại từ đen biến thành tím trong nháy mắt đồng tử dựng to lên bất quá ngay sau đó liền khôi phục lại như thường du phục thời cuối đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình trắng nõn sạch sẽ không tính là tú khí xung quanh các đốt ngón tay có không ít vết sẹo hay vết chai nhỏ. Đại sư tỷ, dưới cửu huyền phong có không ít các sư đệ sư muội đã đứng chờ từ trước, nhìn thấy có bóng người đáp xuống, nhau mắt nhìn kỹ phát hiện là Diệp Tố thì liền lập tức vẫy tay hô lên. Diệp Tố mang theo tiểu sư đệ thành công đáp đất, vừa mới thu hồi kiếm thì lại nghe thấy xung quanh lại vang lên một trận kinh hô nàng ngửa đầu lên nhìn thì liền thấy Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa từ trên cửu huyền phong rớt xuống như hai cọng hành. Diệp Tố một lần nữa ngự kiếm bay lên bắt lấy được Tây Ngọc sau đó điều khiển kiếm bay về bên phải dùng bàn tay còn lại túm được Minh Lưu Sa, sách hai người đi xuống an toàn. Leng keng. Bất bình đao rơi trên mặt đất Tây Ngọc cũng mặc kệ, vừa đứng dậy liền chộp lấy Minh Lưu Sa. Đại sư tỷ hắn túm lấy châm cài của muội tây ngọc cáo trạng ta chỉ là khẩn trương nên mới vô tình túm phải tóc của muội minh lưu sa liến thoáng nói ai biểu muội lùn như vậy làm chi minh lưu sa ta tốt bụng mang theo ngươi vậy mà ngươi lấy oán trả ơn kêu nhị sư huynh minh lưu sa tây ngọc cùng minh lưu sa cứ vậy mà đấu tới đấu lui mấy hiệp diệp tố bị kẹt ở giữa bị hai người kéo qua kéo lại vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, đừng đánh nhau, đừng cắn nhau. Hai người mắt điếc tai ngơ. Tránh ra a a a a. Diệp Tố phát hiện trên đỉnh đầu có âm thanh truyền tới nên bằng tốc độ nhanh nhất liền lập tức tránh đi, tiện tay còn vớt theo tiểu sư đệ bên cạnh, sau đó vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Nhĩ lộn nhào xuống trên người Tây Ngọc cùng Minh Lưu Sa. Hạ Nhĩ vừa mới nỗ lực đứng dậy thì thanh kiếm của hắn lúc này mới khoan thai tới muộn từ trên không rớt xuống đầu hắn. Ba người lại một lần nữa ngã úp mặt xuống đất. Siêng năng tập luyện nhiều hơn một chút là sẽ tốt thôi. Ngữ khí của Diệp Tố chân thành tha thiết, lời nói giống như của người đi trước truyền dạy cho người đi sau. Nếu xem nhẹ ý cười trong mắt của nàng thì thật là cảm động biết bao. Ba người minh lưu xa. Sau khi nháo một hồi thì Diệp Tố mang theo các sư đệ sư muội minh mông cuồn cuộn đi đến vô âm tông. Vô âm tông cách thiên cơ môn một cái chấn nhỏ, là lân tông danh xứng với thực, nhưng linh mạch của vô âm tông vẫn sung túc linh khí như cũ, không giống linh mạch của thiên cơ môn đã sớm khô cạn. Sao lân tông, tông môn hàng xóm? Các ngươi muốn làm gì? Đệ tử trông của của vô âm tông nhìn thấy nhiều người thiên cơ môn như vậy đến đây liền theo bản năng ngăn trở. Ninh Thiển Giao không có ở vua âm tông. Chúng ta tới tìm Dương Trương Lão. Hạ Nhĩ hợp lý hợp tình nói, muốn tỉnh giáo ông vài vấn đề về luyện khí. Thiên cơ môn không phải có trưởng môn sao, vì sao phải một hai tìm Dương Trường Lão? Đệ tử vô âm tông tuy rằng đã được tân sư huynh dặn dò qua nhưng nhìn thấy nhiều đệ tử thiên cơ môn như vậy đến đây vẫn là sinh ra ý tứ muốn cản trở. Dương trưởng lão tất nhiên có phương diện mà ông ấy am hiểu. Diệp Tố nhìn chằm chằm đệ tử trong cửa lạnh lùng nói, pháp khí của ngươi hình như có chút vấn đề. Đệ tử trong cửa. Hắn sợ Diệp Tố, người này thực lực rất cao, lại là luyện khí sư, trước kia không ít lần gian lận trong pháp khí của đệ tử vô âm tông. Vô âm tông tuy rằng cho đệ tử lựa chọn nhạc cụ làm pháp khí, nhưng trừ nội môn đệ tử thì những người khác nếu pháp khí có hỏng thì cũng sẽ không quá nguyện ý đưa cho thiên cơ môn giúp sửa chữa vì đưa cho thiên cơ môn rồi mà về sau lại nhờ luyện khí sư của tiểu tông môn khác sửa chữa thì khi nhận lại pháp khí sẽ luôn cảm thấy có chút gì đó không thuận tay. Kiếm là mệnh của kiếm tu, đồng dạng nhạc cụ pháp khí cũng là cái mạng thứ hai của âm tu, ai cũng đều không muốn pháp khí của mình xảy ra vấn đề. Đệ tử trong cửa đưa lưng về phía bọn họ, vờ như là không nhìn thấy. Ta nhìn lầm rồi, Diệp Tố vỗ vỗ vai của hắn nói, sau đó dẫn theo sư đệ sư muội nghênh ngang bước vào. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu hắc xà là một con rắn lười, có thể ngồi thì không đi, có thể nằm thì không ngồi. Chương 24. Công cụ hình người. Vô Âm Tông là môn phái tu luyện âm tu, đi đến bất cứ đâu trong tông môn cũng đều có thể nhìn thấy những đồ vật có thể phát ra âm thanh, đặc biệt là các loại lục lạc được làm từ nhiều loại tài chất khác nhau chiếm đa số khi có gió thổi qua lục lạc sẽ phát ra các loại thanh âm cao thấp khác nhau nghe nói trong đó có ẩn chứa sát trận một khi khởi trận sẽ lập tức chu sát bất cứ người nào bên trong diệp tố cũng không ngốc đến mức đi gây chuyện trong môn phái của người khác sau khi tiến vào thì các đệ tử thiên cơ môn liền an tĩnh đi theo phía sau nàng đến chỗ ở của dương trường lão thì diệp tố nhấc tay ý bảo mọi người dừng lại dương trưởng lão vẫn chưa gặp qua tiểu sư huynh của các đệ nên ta dẫn hắn vào chào hỏi qua diệp tố quay đầu nói với mọi người các đệ chờ ở bên ngoài này đi rõ đại sư tỉ tỉ đi nhanh về nhanh nhé hạ nhĩ lớn tiếng nói dường như sợ mọi người chung quanh không nghe thấy vậy bọn họ nếu lấy dương trưởng lão làm cớ thì tất nhiên phải đi bái phỏng diệp tố nghiêng đầu nói với du phục thời đi thôi hai người cất bước đi lên từng bậc thang dù phục thời lúc này mới phát hiện có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người thiên cơ môn còn lại đều đang đạt tọa tại chỗ hắn không hiểu lắm mấy người này đang làm cái gì diệp tố đi cả nửa ngày không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu sư đệ mới tới đang đứng ở bậc thang phía dưới nhíu mày đừng nói lại tới một dịch huyền nữa đi diệp tố nghĩ tới đó liền thấy gân chán hơi giật giật thiên cơ môn đã đứng ở bờ vực phế tông, không có bất kỳ một thứ tài nguyên nào, không thể nào cứ lo để ý mặt mũi. Tiểu sư đệ, Diệp Tố gọi một tiếng, du phục thời lúc này mới một lần nữa tiếp tục đi. Nơi này của Dương Trường Lão chỉ mỗi bậc thang thì đã có hơn một ngàn, còn thiết lập cấm chế, bình thường ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng phải đi từng bước lên trên. Nàng nhớ rõ trước kia Ninh Thiển Giao từng nói, Dương trưởng lão làm vậy là vì muốn kéo dài thời gian đệ tử thiên cơ môn ở lại vô âm tông càng lâu càng tốt. Diệp Tố cảm thấy không phải là vì nguyên nhân này. Dương trưởng lão khi nhìn các đệ tử thiên cơ môn trước sau vẫn luôn mang một loại thái độ cao cao tại thượng, hoàn toàn không hề giống trưởng môn và hồ trưởng lão, lúc nào đáy mắt cũng cất giấu một mảnh sầu. Một ngàn bậc thang đối với nàng mà nói không tính cái gì, dù sao cửu huyền phong còn cao hơn nơi này nhiều, Mỗi ngày nàng phải đi lên đi xuống cũng đã quá quen thuộc. Bất quá tìm Dương Trường lão cũng chỉ là cái cớ mà thôi nên Diệp Tố đi rất chậm, nhưng có một người còn đi chậm hơn nàng. Đi được nửa đường thì Diệp Tố lại một lần nữa phát hiện đằng sau không có âm thanh bước chân, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên tiểu sư đệ mới tới lại ngừng lại rồi. Nàng cũng ngừng lại, nghĩ thầm vừa hay có thể kéo thêm một khoảng thời gian nữa tiểu sư đệ với gương mặt tuấn mỹ lại xa cách không có biểu tình gì lại bỗng nhiên dơ một bàn tay về phía Diệp Tố. Diệp Tố. Lúc nàng vẫn còn chưa hiểu hắn đây là đang có ý gì thì tiểu sư đệ dương lên hàng mi dài, nhàn nhạt, nhạt liếc nàng một cái. Trong nháy mắt Diệp Tố đột nhiên nhanh trí nàng thử vươn tay tới. Dây tiếp theo tiểu sư đệ liền đặt tay hắn lên trên, cầm khẽ nhách, tiếp tục đi lên bậc thang, bộ dáng thập phần vừa lòng. Phạm nhân này tính ra vẫn còn thông minh lắm, dù phục thời nghĩ thầm. Diệp Tố, quả nhiên thật là có ý này. Tay hắn có chút lạnh, đốt ngón tay thon dài nhưng không xương sẩu, móng tay còn có màu hồng nhạt. Thật đẹp, nắm vào cũng thật thoải mái. Diệp Tố hơi híp mắt, nàng còn chưa gặp qua ai sai khiến người khác mà cử chỉ lại tự nhiên hợp lý hợp tình thế này, thế nhưng nàng vẫn nắm tay tiểu sư đệ chậm rãi một đường đi lên. Tiểu sư đệ, Cửu Huyền Phong còn cao hơn nơi này, nếu đệ không muốn đi bộ thì phải siêng năng tu luyện để sớm ngày đạt trúc cơ. Đến bậc trên cùng Diệp Tố buông tay hắn ra, hảo tâm nhắc nhở. Người trước đó nói sẽ ngự kiếm chờ ta. Tiểu sư đệ mới tới này vậy mà lại nói một câu qua loa với nàng, hiển nhiên không có ý niệm muốn tiến bộ gì sắt. Diệp Tố nghiêm mặt nói, lúc ấy nói chỉ có 10 cơ hội đi nhờ du phục thời nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác làm bộ không nghe phàm nhân này nói gì huống hồ lễ gặp mặt cũng đã đổi thành tài liệu diệp tố cố ý đuổi theo đứng đối diện với tầm mắt của hắn muốn nói rõ ràng mọi việc du phục thời quay mặt lại nhìn diệp tố trả lại cho ngươi dứt lời thì hắn không chỉ lấy ra tài liệu mà diệp tố đưa cho hôm qua mà còn dùng cái dương tử lê anh mộc để đựng rồi ném hết chúng cho diệp tố một công đôi việc. Diệp Tố không nghĩ tới hắn lại lấy ra tử lê anh mộc giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ở cửa cách đó không xa còn có người của dương trưởng lão. Nàng nghiêng người cản lại tầm mắt của hai người kia, thấp giọng cảnh cáo, đang ở bên ngoài, có vài thứ đừng lấy ra. Dù phục thời lại làm bộ không nghe thấy, hai tay giấu tịt ở đằng sau. Diệp Tố không tìm được túi cản khôn nào bên hông của hắn, nhưng nàng đã phát hiện hai người sau lưng đã chú ý đến bên này nên chỉ có cách tạm thời thu tử lê anh mộc vào túi càn khôn của mình đi gặp dương trưởng lão diệp tố giơ tay ấn ấn hai bên thái dương rồi dẫn theo du phục thời tiến vào dương trưởng lão đang chơi cờ cùng trưởng môn vô âm tông chi nguyệt thời điểm diệp tố đi lên bậc thang thì đã có người thông báo cho ông ta hai người trong điện nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ai quay đầu lại mà chỉ chuyên tâm chơi cờ. Dương trưởng lão, sư phụ gần đây có nhận một đệ tử mới, ta dẫn hắn đến bái phòng ngài. Diệp Tố chủ động lên tiếng. Đầu ngón tay Dương Đàm đang kẹp một viên cờ màu trắng, ông ta cả người tiên phong đạo cốt, tướng mạo được chăm chút thích đáng, ngồi cùng với trưởng môn vô âm tông sắc thật xứng đôi. Không giống với trưởng môn sư phụ, rõ ràng mới 200 tuổi, ở tu chân giới này vẫn tính là trẻ trung nhưng lại dâu dài quắc thước, trong đáy mắt ẩn có xu hướng già nua. Trong điện lại không có người nào lên tiếng nữa, Dương Đàm cũng chậm chạp không hạ viên cờ trong tay. Ông ta là người điếc sao? Dù phục thời nhìn Dương Đàm ngồi trước bàn, hoàn toàn không hạ âm lượng mà hỏi thẳng Diệp Tố. Ngoặc kép. Diệp Tố nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tiểu sư đệ, nàng nhất thời cũng không phân rõ hắn đang âm dương quái khí hay là đang thật sự nghiêm túc. Tiểu sư đệ tiền nhiệm chỉ thích tự mình chọc giận chính mình thôi, giờ thì hay rồi, tiểu sư đệ mới tới lại thích đi chọc giận người khác. Tất cả mọi người trong điện đều nghe thấy những lời này của tiểu sư đệ, dương trưởng lão cũng không ngoại lệ, ngay cả trường môn vô âm tông chi nguyệt cũng ninh mi nhìn qua. Dương đàm gần như quang mạnh viên cờ trong tay xuống bàn, Hơi thở Nguyên Anh hậu kỳ che trời lấp đất hướng hai người ụp xuống, hắn quay đầu định nói gì đó nhưng tầm mắt dừng trên người Du Phục thời thì đồng tử lại rụt rụt. Quần áo của tên đệ tử mới này vừa nhìn liền biết là một kiện pháp khí cực tốt. Trương Phong Phong vậy mà có thể thu một người thế này làm đệ tử. Có thể mặc được pháp khí như vậy tất không phải là người đơn giản, có lẽ sau lưng còn có thế lực nào đó. Nghĩ đến đây Dương Đàm liền thu liễm lại hơi thở phảng phất như không có gì từng xảy ra. Ngươi là đệ tử mà trưởng môn mới thu nạp sao? Trông khá hơn dịch huyền đấy. Dịch huyền. Dù phục thời nghe có chút quen tai, nghĩ một lát liền nhớ ra là phàm nhân đứng bên cạnh hắn này từng nhận nhầm hắn với tên đó. Dịch huyền là ai? Dù phục thời cũng không đáp lời dương đàm mà lập tức nghiêng đầu hỏi Diệp Tố. Trước khi đệ đến là tiểu sư đệ. Diệp Tố giải thích, hắn đang đơn độc rèn luyện bên ngoài hai người này cứ vậy mà lo nói chuyện với nhau xem nhẹ câu hỏi của ông ta dương đàm trong nháy mắt thần sắc thật khó coi nhưng ông ta thực nhanh khôi phục lại bộ dáng tiên phong đạo cốt thường ngày thậm chí còn cười cười hòa ái người tên gì nguyên quán gia đình ở đâu du phục thời hắn chỉ nói tên không trả lời vấn đề sau giống như căn bản không có nghe thấy ngắn ngủ nửa ngày nhưng diệp tố đã hiểu rõ được phong cách hành sự của vị tiểu sư đệ này vĩnh viễn chỉ nghe điều mình muốn nghe nói chuyện mình muốn nói châu bò quá là châu bò luôn mặt cũng đã gặp rồi nếu không có việc gì khác thì lui xuống đi nụ cười trên mặt dương đàm phai nhạt nói với hai người lão nghĩ bối cảnh của hắn có lớn đến đâu đi nữa cũng chỉ là một người thường mà thôi diệp tố chắp tay khom lưng hành lễ dù phục thời đứng không nhúc nhích, chờ nàng xoay người rời đi lúc này mới đi theo. Trong điện, ánh mắt của Dương Đàm trở nên nham hiểm hung ác, Trương Phong Phong thật thu được một đồ đệ không tồi. Chi Nguyệt cầm lên một viên cờ đen, ta thấy cảnh giới của Diệp Tố kia lại tăng lên. Bất quả chỉ là gặp may mới đột phá trúc cơ trung kỳ mà thôi. Dương Đàm nhớ tới đệ tử của mình thì liền thư thái hơn, thiền giao hồi âm báo con bé cũng đã đạt trúc cơ trung kỳ nàng là huyền âm chi thể tương lai ắt hẳn sáng lạn khôn lường đúng vậy diệp tố bước ra khỏi điện cùng du phục thời bước xuống bậc thang lần sau đừng nói thẳng như vậy diệp tố đánh giá vị tiểu sư đệ này từ trên xuống dưới một vòng lại nói tiếp dương trưởng lão thấy đệ ăn mặc xa xỉ thế này cho rằng đệ có bối cảnh gì đó cho nên mới không ra tay giáo huấn không cần nói đâu xa tiểu sư đệ không hề có một chút tu luyện căn bản nào, ngay cả luyện khí kỳ còn chưa đạt được. Muốn tìm hắn phiền toái, quá đơn giản. Dù phục thời lại bắt đầu làm bộ nghe không thấy, phàm nhân này nói thật nhiều, mắt lại còn không tốt. Hai người bọn họ hết đi lên lại đi xuống, tuy mất đến vài canh giờ nhưng không ít các sư đệ sư muội vẫn còn đang nhập định. Đại sư tỷ, hạ nhĩ thấy Diệp Tố đi xuống liền bước qua đón. Diệp Tố nhìn qua nhóm các đệ tử đang đà tọa, hỏi Hạ Nhĩ, sư huynh sư tỷ của đệ đâu? Vừa rồi có mấy đệ tử vô âm tông lại dừng trúc đằng kia thổi sao, bảo là muốn tu luyện. Hạ Nhĩ nghiêng người chỉ vào rừng trúc cách đấy không xa, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ nói là pháp khí của mấy người đó nghe thấy có chút vấn đề nên mới qua đó giúp bọn họ sửa chữa một chút. Hù người mà thôi nhưng vô âm tông đệ tử lần nào bị nói cũng đều tin là thật, sợ pháp khí của bản thân thật sự có vấn đề. Diệp Tố nhíu nhíu mày, các đệ tử vô âm tông không có tới quấy nhiễu bọn họ, tu luyện ở phụ cận thì cũng không tính là sáu phạm khế ước. Nếu thiên cơ môn có linh mạch thì sẽ không bị người khác làm cho bó tay bó chân đến vậy. Đáng tiếc là các linh mạch có thể khai phá ở tu chân giới sớm đã bị các tông phái phân chia chiếm hữu. Thiên cơ môn linh mạch khô kiệt, chỉ có một kết cục duy nhất đó chính là phế tông, Thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên cũng còn một phương pháp khác đó chính là dùng đại lượng linh thạch để duy trì tu luyện. Diệp Tố Lâm vào suy tư, trước giờ hình như Thiên Cơ Môn chưa bao giờ nhận qua đơn đặt hàng luyện khí từ bất kỳ tông môn nào. Không bao lâu, Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc đi ra từ rừng trúc. Giải quyết xong rồi, Diệp Tố hỏi. Hù bọn họ vài câu liền sợ Tây Ngọc lấy gương ra sửa sửa lại tóc mái, bĩu môi nói, mấy người này còn tưởng chúng ta giúp bọn họ sửa pháp khí, không nghĩ rằng chúng ta đang ở đây cọ linh khí. Mấy ngày tới tỷ sẽ gom tiền lại để chúng ta để tên lên bách thanh bảng. Diệp Tố nói với mấy người hạ nhĩ, nàng muốn xem thử sau khi có tên trên bách thanh bảng thì có người tìm họ đặt đơn luyện khí hay không. Ba người trước nay đều nghe lời Diệp Tố, cả ba đều nói tốt. Du Phục Thời ở bên cạnh buồn chán muốn chết, cơn buồn ngủ dâng lên muốn tìm chỗ đi ngủ thì bị Diệp Tố ghi lại, muốn dậy hắn dẫn khí nhập thể. Đệ ngồi xuống, Diệp Tố ngồi xuống, xếp bằng lại, sau đó là chỉ chỉ vào Du Phục Thời, ý bảo hắn bắt trước làm theo. Du Phục Thời nhìn mặt đất một cái sau đó đi đến bên người Diệp Tố, vươn ra hai ngón tay cầm lên vạt đạo bào của nàng, trải phẳng phiêu ra trên mặt đất, sau đó mới đặt mông ngồi xuống mà hắn cũng không ngồi đả tọa nghiêm chỉnh mà là nghiêng nửa người trên, dựa vào trên người Diệp Tố. Diệp Tố, thật là làm khó hắn mà. Tiểu sư đệ mới tới này là chuyên môn tới khắc nàng sao? Diệp Tố có thể cam đoan vị tiểu sư đệ này thuần túy xem nàng như một công cụ hình người chuyên dùng để dựa, ngoài ra công cụ này còn thêm công dụng phụ kèm theo là dắt hắn đi cầu thang giống như lúc nãy vậy. Ngồi thẳng lên, Diệp Tố đẩy hắn ngồi dậy miễn cưỡng cho hắn ngồi trên vạt áo của mình biểu diễn qua một lần cho hắn thấy làm sao để dẫn khí nhập thể nàng vốn không nghĩ dậy một lần là xong người mới học thường sẽ phải kiên nhẫn một chút như vậy du phục thời nhìn quả bầu vẽ ra được cái gáo hắn lặp lại một loạt động tác rồi phiêu ra một tia linh khí từ đầu ngón tay diệp tố trầm mặc một lát hỏi trước kia đã từng học qua không nhớ rõ dù phục thời lười nhác nói chắc là vậy với gương mặt của hắn dù làm ra bất kỳ động tác gì hay dùng bất luận ngữ khí như thế nào để nói chuyện thì đều không gây ra cảm giác khó chịu cho người đối diện minh lưu sa tây ngọc cùng với hạ nhĩ ở bên cạnh đối với hành động của hắn thậm chí một tia nghi hoặc cũng không có diệp tố quay sang nhìn chằm chằm sườn mặt gần như hoàn mỹ của tiểu sư đệ mới tới nghĩ thầm có chút kỳ quái